Kính chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV. Rất vui mừng được chào đón quý vị đến với chương trình Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc hôm nay có gì? Kính thưa quý vị, lớp cao đẳng đang học về nghiệp và đại chúng trong câu xá luận, Thầy Huyền Châu giảng đến những đặc tính của biểu, theo luận văn, hữu biểu, duy có tính đẳng lưu, thuộc thân, nó thuộc loại, có chấp thọ. Thầy giảng, biểu là biểu thị hay biểu hiện. Hữu biểu là sự biểu hiện bằng trạng thái hữu hình. Nó có tác dụng chi phối lên tinh thần của chúng ta. Đặc tính của hữu biểu là đẳng lưu, nghĩa là luôn luôn có sự tiếp nối. Như thân mạng chúng ta là một loại hữu biểu, tức là loại biểu nghiệp mà có thể thấy được hình sắc, thấy được hình thức tồn tại tiếp diễn của nó bằng ăn uống, thuốc thang, nhà cửa. Nếu không cung cấp, nó sẽ đứt lìa. Tất cả hữu biểu là phải có thân. Có thân là có tính chấp thọ và tồn tại trong sự tiếp nối. Các vị phản biện hỏi, khi biểu nghiệp này đang phát sinh, có cần phải hủy hình sắc trước đó hay không? Luận sư trả lời là không hủy. Sắc dị thục cắt đứt rồi được nối lại. Thầy giải thích, khi biểu nghiệp đang phát sinh, như có người ra lệnh cho người khác đi sát hại ai đó, thì ý nghĩ này ở trong tự tâm dưới dạng vô biểu. Khi nó chuyển sang trạng thái biểu, thì miệng phát mệnh lệnh và đưa tay ra chỉ hiệu lệnh. Vậy biểu hiện sát sanh đã xuất hiện. Nhưng lúc này người ấy đột ngột đổi ý, ra lệnh không sát hại nữa. Như vậy có hai cái biểu xuất hiện, một cái giết và một cái không giết. Biểu thứ hai không cần hủy hình sắc của biểu thứ nhất, vì sắc dị thục bị cắt đứt rồi nối lại, nghĩa là sắc ra lệnh giết do không còn động lực bên trong nữa nên đã bị cắt đứt và liền nối với cái biểu không giết. Thầy giải thích thêm, cùng một cánh tay đó ra lệnh sát hại rồi ra lệnh không sát hại, đã phô diễn hai biểu sắc khác nhau, chuyển tải hai nghiệp khác nhau. Cũng cánh tay này, nếu sát hại thì gây nghiệp đọa đày, nếu cứu giúp thì tạo phước nghiệp, nếu gõ mõ thì đưa đến nghiệp vô lậu. Do đó, nó có tính năng nhường chỗ cho nhau và sắc không cần phình lớn hay nhỏ đi. Vì vậy mà nói, biểu nghiệp y chỉ bất cứ chi thể nào để phát sanh, chi thể đó không cần phì đại. Và các luận sư cho rằng, vì thân có những khe hở có thể dung chứa chúng. Thầy giảng tiếp, về nghiệp có thể phân làm 3 loại như sau. Loại 2 nghiệp là tư và sau khi tư. Loại 3 nghiệp gồm có tư, sau khi tư thuộc về thân và sau khi tư thuộc về ngữ. Loại 5 nghiệp bao gồm tư, thân biểu, thân vô biểu, ngữ biểu và ngữ vô biểu. Vô biểu có 2 tính chất là thiện và bất thiện, không có tính vô ký vì lực của tâm vô ký rất yếu, không có khả năng dẫn khởi nghiệp. Một người làm ác, nó nhớ trong tâm là trạng thái vô biểu ác. Người làm thiện có trạng thái vô biểu thiện ghi nhớ trong tâm. Riêng vô biểu sắc giới là loại hình thành từ giới nên chỉ toàn là thiện và dẫn đến vô lậu. Còn biểu và tư đủ 3 tính là thiện, bất thiện và vô ký. Nghiệp thiện hay ác theo ta đến tận cùng kiếp hiện tại và vị lai. Trong giờ học bổ sung kiến thức Phật Pháp căn bản, Thầy Huyền Châu giảng phần thứ 6 của phẩm tạp sự là 5 kiểu tà mạng. Các tâm sở bất thiện ví như con bạch tuộc, nếu diệt được đầu này sẽ tự động sinh ra đầu khác. Để dọn sạch chúng là một vấn đề rất khó khăn. Vậy nên chúng ta cần phải hiểu rõ, hiểu sâu sắc về nó thì mới mong diệt được. Người tu tập chân chính là muốn hoàn thiện nhân cách bản thân theo lời dạy Phật dạy, và đó là mục đích, là ý chính để chúng ta học đạo. Những người có tâm tham nên làm phát sinh 5 tà mạng như kiểu vọng, ngụy trá, hiện tướng,
kích ma, lấy lợi cầu lợi. Thầy giải thích, kiểu vọng là kiểu cách không chân chánh, không chân thật, do nghiệp tham nên muốn được cung kính, cúng dường, nổi tiếng, vì mục đích lợi dưỡng mà làm các việc của ngoại đạo như nhổ tóc, đốt râu, lõa thể, thể hiện kỹ năng, vân vân, gọi chung là kiểu vọng. Người ngụy trá là giả trá, hư ngụy, che giấu sự thật, nói hoặc làm điều giả dối, hư ngụy để mong cầu lợi dưỡng. Nên vị đó đến nhà của Phật tử tại gia và nêu ra đời sống thánh hạnh của các bậc hiền đức như tụng trì kinh, luật, hành khất thực, tu tập viên mãn, vân vân. Do đó được cung kính cúng dường và so sánh mình cũng có những đức hạnh như vậy để mong được thí chủ cư xử giống như vậy. Lại tỏ ra như người thân thích để mong được nhiều lợi dưỡng với những hành động và cách nói như vậy, gọi chung là ngụy trá. Hạng người hiện tướng là gợi ý giả bộ tân bốc để đạt được tâm tham của mình, nên đến nhà thí chủ mong được cúng dường y bát, quần áo, đồ dùng và nói khi xả thí thì như vậy sẽ được nhiều phước báo. Kích ma là kẻ nói hoặc hành động khích tướng người khác để đạt được tâm tham. Trường hợp này thường xảy ra trong các buổi gây quỹ khi người dẫn chương trình càng lúc càng đưa ra những số tiền lớn hơn để có trường hợp nêu ra những đóng góp lớn của người khác để cho người này thấy vậy mà đóng góp nhiều hơn, được lợi hơn. Người lấy lợi cầu lợi là lấy lợi này để cầu lợi lớn hơn. Đó là trường hợp có hạng người sau khi được thí chủ này dâng cúng y bát và phẩm vật, liền sau đó bày ra cho người khác thấy để mong cầu được cúng dường như vậy hoặc hơn vậy. Nói về các dục và tham, thầy giải thích ác dục là thật sự không có phẩm chấp gì mà muốn mọi người tưởng ta có. Có hạng người chẳng tu, chẳng chứng gì mà muốn thể hiện mình có, tự thân không xuất gia viễn ly mà cho rằng mình có, để được như vậy mà được cúng dường, cung kính, tôn trọng, tán thán làm chỗ nương tựa. Tâm này che lấp tính lười biếng nên bãi trôi lăn trong luân hồi. Các loại như vậy gọi chung là ác dục. Thầy nhắc nhở trong khi học pháp là phải quán pháp ngay, vì nhờ thông qua thánh giáo Như Lai có hiểu rõ lời chỉ dẫn mà xem xét lỗi lầm rồi quyết liệt đoạn trừ. Trân trọng kính mời quý vị hãy tham gia chương trình dạy và học của Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc hôm nay, thứ Bảy, ngày 13 tháng 11 năm 2021, từ 2 giờ đến 5 giờ chiều. Sau giờ thiền định, thầy Huyền Châu sẽ dạy hai môn học là câu xá luận và bổ sung kiến thức Phật pháp căn bản. Rất mong các học viên đến lớp đông đủ cùng nhau học tập để trí huệ ngày càng tăng trưởng. Ngoài ra, quý vị có thể vào trang nhà bodephatquoc.org để nghe lại chi tiết các bài giảng của quý giáo thọ cũng như các chương trình hoằng pháp khác. Rất mong quý học viên thường xuyên kiểm tra email để biết chương trình học cũng như các thông báo cần thiết khác. Kính thưa quý vị, Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc có công trình vận động xây dựng trường Đại học Phật giáo tại Hoa Kỳ. Đây là một Phật sự to lớn, đòi hỏi nhiều công sức và thiện tâm của tất cả mọi người cùng chung tay đóng góp. Mọi sự đóng góp hay các thắc mắc trong tu học, xin quý vị hoan hỷ liên lạc với thầy Huyền Châu ở số điện thoại 714-328-6087 hoặc đến Bồ Đề Phật Quốc tọa lạc tại 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, California 92703. Trân trọng kính chào tạm biệt quý khán thính giả. Kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc.